Nóng, bà Phương Hằng và Trần IT Nhâm Hoàng Khang lên tiếng khi bị tố thuê người hack VOV. Ngày 12 tháng 6, báo điện tử VOV đăng tải hai bài viết có nội dung bà Phương Hằng với các livestream lệch chuẩn đã đến lúc cần xử lý nghiêm và không thể cho mình có quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng. Được biết, tất cả bài viết trên đều là ý kiến khách quan của các chuyên gia là chính trách, luật sư, nhà báo và không quy chụp hay phán xét chủ quan từ tòa soạn. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ đăng tải, một bộ phận tiêu cực đã tấn công trực tiếp vào DDoS từ chối dịch vụ về các nền tảng xã hội như Facebook, Gmail của báo điện tử VOV. Ngay lập tức, nhân vật bị nghi ngờ nhiều nhất chính là vợ đại gia Dũng Lò Vôi. Thậm chí một số tin đồn còn cho rằng bà Phương Hằng có biểu hiện tiêu cực, chống phá. Ngày 17 tháng 6, nữ doanh nhân vui mừng khi cơ quan chức năng đã xác nhận được đối tượng hack trang VOV. Đây như một lời minh oan cần thiết giữa ồn ào đang tranh cãi. Hôm nay tôi rất vui vì Trung tướng Tô Ân Sô nói về vụ hacker tấn công báo điện tử VOV. Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho rằng vụ tấn công báo điện tử VOV, Đài tiếng nói Việt Nam, đây là loại tội phạm công nghệ cao, tấn công từ nước ngoài, rất phức tạp, khó xử lý. Nguyễn Phương Hằng tôi đã đi vào lòng công chúng bởi tôi nói thật, không vì mục đích cá nhân, không có cái lợi nào ngoài cái lợi cho cộng đồng, công chúng. Và gần đây nhất, báo điện tử VOV đã lên tiếng vu khống, chụp mũ tôi, đã thuê ai đó tấn công làm sập mạng, để nhằm kết tội tôi với nhiều lý do và thủ đoạn khác nhau. Và tôi cũng được biết, người vu khống tôi cũng có mối quan hệ chẳng xịt với nickname Cô Gái Đổi Long. Với những lời hả hê khi VOV bị sập mạng, họ có một cuộc kết nối rất bài bản, rất tinh vi qua những tin nhắn để chụp mũ tôi, tạo dư luận xấu cho cá nhân tôi và công ty tôi. Tôi đã khởi kiện một vài nhân vật có tầm quan trọng và cả bằng chứng trước tòa. Ngoài vụ việc trên, đích nhân nữ doanh nhân cũng nhắc đến các nhân vật ủng hộ mình. Trong đó, có cậu IT Nhâm Hoàng Khang, người tìm ra các nhân vật núp trong mạng xã hội để ngày đêm tấn công, xúc phạm danh dự. Trong cùng một lúc, tôi bị mấy chục ngàn người tổ chức tấn công, nhưng tấn công tôi dã man nhất là nick vô thường, nên tôi đã treo giải thưởng 1 tỷ và Nhâm Hoàng Khang đã liên hệ đến công ty của tôi. Em ấy đã giúp đỡ tôi được vô thường là Cúi Bắp Tiên Sinh và Nhâm Hoàng Khang không hề nhận lấy một xu. Sau đó chính IT của công ty tôi đã tìm ra nick vô thường là Bác Sĩ Phương, mới là nick vô thường chính chủ. Nhâm Hoàng Khang chưa từng làm một điều gì đó tôi yêu cầu, bởi trong cuộc chiến này, tôi phải hiểu rõ được giá trị của tôi và chính tôi là người khởi chiến. Và sau đó mới có MS và V xuất hiện, rồi có NHK xuất hiện. Tôi chưa từng gặp NHK và MS và V. Dù có đôi lần tôi có ý định đi thăm Master để nói lời cảm ơn, đó là phép lịch sự và sự biết ơn chân thành của tôi, nhưng do dịch Covid-19 nên tôi không đi được. Đó là sự định trước đó. Nói thật với quý vị, tôi là người của công việc, tôi chỉ xem các clip Master vui vẻ nói chuyện chứ cũng không có gì hết. Mặc dù tôi rất biết ơn, nhưng tôi có cái kiêu hãnh riêng của tôi, cái độc lập của tôi và đặc biệt là tôi không nói theo ai hết. Vì câu chuyện này là câu chuyện của tôi biết tôi phải làm gì. Tôi luôn có một mình một cõi và là một chiến binh cô độc. Nếu quý vị nào đã từng theo dõi những buổi livestream của tôi thì sẽ thấy những nét riêng đặc biệt của tôi.